mặt đất là cái bàn nha. Con siêu nhân đang cao so với mặt đất, giống trong đề luôn đi. Bao nhiêu? 15 mét. Đây, nó đang cao trên ngay 15 mét nè. Được chưa? Và bắt đầu xuống gặp gió. Nó xuống gì? Xuống mấy mét? 15 mét nè, đúng không? Đang ở 15 mét nè, đúng không? Xuống đi. Xuống mấy mét? 5 mét. Còn lại mấy mét so với mặt đất? 7 mét. So 5 mét. Nghe kịp cái đề bài, bạn không có nghe kịp, bạn không có trả lời được đâu. Lúc đầu đang, cái diều đang ở đâu? Ở dưới mặt đất. Ngay mặt đất đúng không? Đang bay cao so với mặt đất bao nhiêu? 15 mét. 15 mét đúng không? Sau đó gì? Giảm 5 mét. Giảm 5 mét đi. Vậy là so với mặt đất nha, là đang nói so với mặt đất. Cái con siêu nhân này so với mặt đất bao nhiêu? 15. Đúng rồi, đó. Lòi ra đó. Làm sao biết? Lấy 15. 15 triệu 5. Dạ, tiếp tục. Nó nói gì nữa? Rồi, gặp gió lên 7 mét. Lên 7 mét nè. Từ đây lên 7 mét nha. Lên 7 mét đi. Vậy so với mặt đất bao nhiêu? 17. 17 mét sao biết? Cộng lại. Lấy gì cộng gì? Ai lộn? 10 cộng lại. Đúng rồi. Đó.